Tuy nhiên là trong sự trái vừa qua thì phải nói là dân dân cả nước người ta rất là đồng tình, sự ủng hộ, giúp đỡ người dân để vượt qua cái khó khăn trong cái chuyện mà phòng cháy chữa cháy này. Những nhất là gia đình mất mát nhiều người, rồi những gia đình mất mát, thậm chí có gia đình mất mát một hai người, có những gia đình mất mát cả gia đình. Đây là một cái rất là bi ai trong thời gian qua. Tôi nghĩ là đây là một vụ án rất lớn, cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải có. Đó. Cả nước chúng ta phải có cái sự mà cảm thương xót xa đối với những người này, cho nên cái việc mà vận động tài trợ ủng hộ giúp đỡ những vấn đề này là rất là lớn. Theo tôi biết thì theo những phương tiện truyền thông thì hiện nay đã vận động cả nước là trên cả trăm tỷ rồi, là giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hà Nội quản lý để mà chi cho những đối tượng này. Nhưng tới giờ này nghe thông tin thì chỉ chi được mới có một vài ba tỷ, thì tôi nghĩ phải xem lại coi lý do tại sao, trong khi đó hoàn cảnh gia đình người ta khó khăn neo đơn, người ta rất cần cái số tiền này, mà tiền này là tiền vận động từ người dân mà ra. Vậy là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm gì, làm như thế nào, cụ thể ra sao mà tới giờ phút này là chưa giải ngân, chưa mang được cái số tiền trợ cấp trợ giúp của người dân cho tới tận gia đình này, thì tôi nghĩ rằng cũng phải làm rõ và cần phải thực hiện nhanh chóng phân phối phân phát cái số tiền này cho nó sớm, càng sớm càng tốt. Có thể là ví dụ như bây giờ mình chưa kiểm đếm hết được cái khó khăn của gia đình, cái nạn nhân của gia đình gì đó, có thể là tạm ứng cho từng gia đình cũng được, phải không? Tại 100 tỷ là số lượng tiền nhiều chứ đâu phải là tiền ít. Trong đó là số người chết chỉ có 56 người, rồi số kèm theo số bị thương thì có thể mình nhân ra mình cho gia đình được, mình gửi cho gia đình vài 30 triệu vậy đó, mình thấy mình đưa cho người dân, người ta cảm thấy một cái điều là cái sự bi ai, cái sự mà mất mát đau thương của gia đình đó là được sự, phải nói là hai cái sự mà đồng cảm của người dân cả nước, nên người ta tài trợ, người ta hỗ trợ cái số tiền này. Mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mà tới giờ này cái giải ngân được 5-6 tỷ bạc thì tôi cho rằng là thiếu cái tinh thần trách nhiệm trong cái việc mà hỗ trợ cho những nạn nhân bị là cháy. Thì tôi nghĩ rằng đây là của Mặt trận Tổ quốc, thì trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc là trách nhiệm của người đứng đầu. Là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố Hà Nội phải xem xét, phải có trách nhiệm về vấn đề này sớm, làm sao là tiến hành giải ngân cho được, bằng được cái số tiền đó để cho tới tận tay những nạn nhân mà có trong cái vụ chữa cháy trong thời gian vừa qua, mà những thân nhân người ta còn lại đó, để giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn của người ta trong thời điểm hiện tại đó, đặc biệt là cái sự bi ai, cái sự ai quán của những cái gia đình đó, là người ta rất là buồn phiền, người rất là đau khổ, cần phải có sự trợ giúp không những bằng tinh thần mà cả bằng cả vật chất, bằng những cái nguồn mà người dân trong cả nước tài trợ cho đối với những gia đình này. Nếu để chậm là do về mặt thủ tục hành chính đấy, thì là mình thật sự là mình thiếu trách nhiệm, phải khẳng định như thế. Còn bất cứ xảy ra cái việc gì đều phải có một phương án giải quyết. Và trước mắt thì ta làm đúng quy trình, đảm bảo các nguyên tắc mà tối ưu nhất, nhưng cũng không thể để chậm trễ được. Đây là thuộc về nguyên tắc để giải quyết cái đời sống của các hộ bị ảnh hưởng đang gặp cái sức khỏe. Mà trong khi đó cái nguồn hỗ trợ mà ta lại để nó nhàn rỗi hoặc là chưa, thì thật sự là mình cũng có phần trách nhiệm vào đấy, phải khẳng định như thế. Và cho đến giờ phút này thì tôi cũng chưa nhận được một ý kiến chính thức nào của các hộ đấy. Nhưng tuy nhiên, nếu mà đã xảy ra tình trạng đấy thì theo tôi phải làm việc với cấp ủy và chính quyền đấy, trước hết là của cái phường đấy, của cái quận đấy, và kể cả cao hơn cả thành phố, trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo hiện nay nó đến đâu rồi. Cái chậm trễ này thì nó ách tắc ở đâu, để tìm cái biện pháp mình tháo gỡ ngay.